Thư sư, đỉnh cao tột cùng của thiện và ác trong Phật đạo nên được hiểu như thế nào? Ngoài việc làm thiện thì được quả vui, làm ác thì quả đau khổ, nhưng rồi cũng vô ngã vô thường, do đủ duyên mà sinh, do đủ duyên mà diệt, thì còn gì vượt trên cả thiện và ác nữa không? Cái mà quý vị muốn vượt lên trên cả thiện và ác á, thì đó chính là Niết Bàn. Chỉ có ở Niết Bàn á, thì mới không còn thiện ác nữa. Còn khi mà chúng ta chưa đạt đến Niết Bàn thì chúng ta vẫn còn có cái tấm thân này, mà do còn cái danh sắc này á, nó vẫn sẽ còn điều kiện cho các cái quả thiện và bất thiện nó trổ. Cho nên là khi đó cái chuyện mà làm thiện hay làm ác á, nó vẫn quan trọng. Ví dụ như Đức Thế Tôn khi Ngài đã chứng đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề đó, do Ngài vẫn còn cái thân, cái sắc thân, cho nên á, nó vẫn còn là điều kiện cho các cái quả quá khứ trổ. Ví dụ như Ngài có một cái phước đặc biệt là Ngài không bao giờ phải cúi đầu, do năm xưa là Ngài đã từng có cái phước cung kính và xây nhà cao rộng cho người khác. Cho nên một cái nơi dù cho mà nó có thấp như thế nào nữa thì khi Ngài bước qua là tự nhiên nó phải nở cho nó cao lên, để cho Ngài đi qua rồi nó mới hạ thấp xuống. Tức là Ngài không bao giờ cúi đầu. Rồi thân của Ngài á, là không bao giờ bám bụi, do cái phước năm xưa mà Ngài tạo. Hình như là do Ngài cúng dường y phục thì phải. Đó. Ngoài ra thì đó, tức là Ngài còn có sắc thân thì Ngài vẫn còn hưởng được cái quả phước. Rồi cái quả tội cũng vậy, là Ngài vẫn bị đau lưng. Cái nghiệp đau lưng á, là do Ngài hành 6 năm khổ hạnh rừng già đó, nó khiến cho Ngài bị đau lưng. Và cái nguyên nhân mà nghiệp sâu xa đó là do năm xưa Ngài từng trong một kiếp á, làm võ sĩ Quyền Anh, và Ngài đấm vào lưng của người ta, cho nên là cái kiếp này là Ngài bị đau lưng. Rồi cái việc mà Ngài 6 năm khổ hạnh rừng già đó, trong kinh mô tả lẽ ra Ngài chỉ tốn có 7 ngày thôi. Tức là lẽ ra Ngài chỉ khổ hạnh có 7 ngày thôi, mà Ngài lại phải khổ hạnh tới 6 năm, là do năm xưa Ngài từng buông lời phỉ báng Đức Phật quá khứ. Cho nên á, là khi mà còn có cái sắc thân này, chúng ta vẫn còn phải chịu quả của thiện và bất thiện. Thành ra đó, còn sanh tử luân hồi thì chúng ta vẫn phải lưu ý việc làm thiện và lãnh ác. Còn khi nào quý vị trở thành một vị A-la-hán á, thì lúc bây giờ quý vị chỉ xài tâm tố thôi. Tức là cái tâm không gây ra quả thiện ác nữa. Và sau khi Niết Bàn thì nó mới không còn thiện ác. Cho nên là hãy cẩn trọng. Còn cái thiện mà thiện lớn nhất ở trong Đạo Phật á, đó là gì? Đó là cái thiện đi đến sự giải thoát, cái thiện xuất thế gian. Tức là khi chúng ta tu tập giới học, định học, tuệ học, đi đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó là cái thiện siêu thế hoặc là thiện xuất thế. Đó là cái thiện cao tột ở trong Đạo Phật. Còn cái ác cao tột thì đó là ngũ nghịch đại tội. Thì đó là cái tội ác nhất. Nhưng mà cũng có nơi á, Đức Thế Tôn nói cái ác nhất á, là cái tà kiến. Tại vì cái tà kiến á, nó khiến cho những việc ác chưa làm sẽ làm,
và những việc ác đang làm sẽ đi đến sự lớn mạnh. Cho nên cái nghiệp tà kiến được xem là cái nghiệp ác nhất